Hôm nay Giác Nhàn sẽ chia sẻ những lời khai thị của Tổ sư Ấn Quang về nghiệp lực không thể nghĩ bàn, tự tánh công đức lực không thể nghĩ bàn, Phật lực và Pháp lực không thể nghĩ bàn và A Di Đà Phật. Ở chương trình chuẩn bị chùa mình có một cái chuyến đi Kum Tum để mà từ thiện. Và chuyến đi này năm ngoái chúng tôi định đi rồi, nhưng mà cuối cùng không có thời gian lo xây cái nhà dưỡng lão. Thì năm nay chương trình vừa đề xướng thì quý Phật tử cũng phát tâm đi theo và ủng hộ tương đối cũng khá tốt. Lẽ dĩ nhiên là chủ nhật trước thầy Thành chỉ thông báo chứ không có kêu gọi. Thì cái quỹ để mình đi đợt này là khoảng 500 triệu, 7 tấn gạo và quà, phong bì vân vân một số. Và chúng tôi có khởi niệm để qua khoan một số những cái giếng và làm mái nhà, nhà lợp cho họ. Được trước qua Gia Lai một lần thấy họ quá khổ. Lẽ dĩ nhiên mình cho bao nhiêu đó vẫn chưa hết cái khổ của họ. Nhưng mà để làm gì vậy? Để khởi một cái thiện niệm, thiện pháp và tăng trưởng cái phước báu của chính mình. Có những người nói rằng là phóng sanh nhiêu như bao nhiêu đó rồi, rồi những con còn lại thì sao đây? Nó hôm nay mình xuống dưới chợ mình mua 30 triệu. Thường mỗi chủ nhật là quý thầy hay cúng dường thêm cũng là gần 40 triệu, có khi 50 triệu. Nhưng mà có nhiều người họ viện cớ, họ nói là bây giờ mua 50 triệu cũng chưa hết chợ, phải mua cho sạch chợ, mua cho hết chúng sanh kìa mới gọi là phóng sanh. Không phải. Khả năng mình có nhiêu làm nhiêu. Khả năng mình có 500 triệu làm 500 triệu đi từ thiện, hoặc 300, 200 hay là 10 triệu tùy theo khả năng của mình, làm để mục tiêu khởi được thiện pháp và thiện niệm trong tâm. Còn cái việc là chúng sanh hết khổ hay không, đó là cái tùy duyên. Mình hiểu được điều này thì mình có nhiều làm nhiều. Còn chúng sanh mà mình đi phóng sanh, mình có nhiều mình làm nhiều. Cứu được con nào thì tốt con đó. Nếu mà nói là cứu hết mới cứu thì cuối cùng gì? Chả cứu được con nào. Còn cái người ta nói rằng là gì? Cứu được con nào hay con đó. Vậy mà lâu ngày chạy tháng họ lại nhiều. Đó. Đầu tiên pháp hội mình có 500 ngàn mỗi chủ nhật. Làm mãi đến hôm nay thì bây giờ mới gọi là mỗi chủ nhật 30 triệu chứ. Cái đạo lý này lắng lòng kỹ nghe. Có nhiều người họ viện cớ, họ nói rằng là cứu chúng sanh họ hết khổ không? Đúng, họ không hết khổ do cái nghiệp tham của họ tổn cái phước báu. Trong mạng không có tài, mình cho họ ăn rồi họ cũng sẽ đói. Đúng, đạo lý đó là đạo lý tất nhiên. Nhưng mà riêng mình cho mình có phước chứ. Nếu mà mình bỏ tiền bỏ gạo ra, rồi mình bỏ công ra, rồi mình tặng cho họ cái của cải vật chất, cơm áo gạo tiền, thì mình có phước báu không? Có. Nếu mà mình bỏ cơm áo gạo tiền mình tặng cho người khác khi mình đủ hoặc mình dư, thì mình có một cái phước báu, là mục đích để mình tăng trưởng cái phước báu của mình. Còn cái việc lợi tha đó là nhiều cũng tốt mà ít cũng tốt. Hiểu được đạo lý này thì người này sẽ thích đi làm từ thiện, có nhiều làm nhiều. Mà cái người mà không làm từ thiện, mà họ không có giúp người cứu vật, mà kêu họ giàu thì không có đạo lý này. Không có bao giờ giàu. Người này ích kỷ thì không bao giờ mà kêu giàu. Người này cứu vật phóng sanh mà không làm thì kiên giết phóng sanh ăn chay, họ không làm mà kêu thọ mạng họ kéo dài là không bao giờ. Dẫu cho có đi nữa thì sao? Đời trước thọ mạng còn đã sống thừa đến đời này. Đạo lý này lắng nghe cho kỹ. Thực sự hôm nay chúng tôi không phải soạn chúng tôi nói, mà chúng tôi nói từ trong tâm của mình, nó cảm ngộ rất là sâu, rất là sâu, để cái lời này, cái âm thanh này và cái tâm thức của chúng tôi đi vào lòng quý vị để nó đột phá vào trong đó. Thì cái điều mà hôm nay chúng tôi muốn nói là làm sao tăng trưởng được thiện pháp trong tâm, là chuyển nghiệp. Muốn để mà chuyển ác hành thiện, chuyển nghiệp xấu ác trở thành nghiệp thiện, mà Tổ Ấn Quang hay nói là nghiệp tiêu trí rạng, chướng tận phước sâu, khai minh tâm địa. Lắng nghe kỹ cái câu này, cái lộ trình nó đi là như vậy. Không có thể nào mà kêu rằng là mà không bỏ ác mà có thể là người này có thể là thiện niệm phát sanh được. Buộc là phải bỏ ác,
hành thiện thì lúc này mới phá mê khai ngộ được, rồi lìa khổ được vui. Giờ chúng tôi ví dụ cái điều này, lắng nghe kỹ chỗ này, cái hình dung này dễ hiểu nè. Một cái đám đất, khi mình không trồng cái gì thì cái gì xuất hiện? Không trồng cây, không trồng rau, không trồng gì hết thì cái gì xuất hiện? Cỏ dại xuất hiện, đúng không? Ở khu chuyên tu chắc mấy thầy chớ, chúng tôi mồi một cái hố, khi mà mồi một cái hố đất không, không thấy một cái gì gì đó, ngay chỗ tám phòng nhìn xuống cái hố, chắc là thầy Thiện thì mình nhớ cái hố đó, mồi một cái hố ra trang trí cho nó đẹp, không trồng gì hết, trong một thời gian 1-2 tuần, 1-2 tháng gì đó, cỏ nghịch kín, kín cỏ luôn. Rồi sau đó thầy ít cho xe xuống bàn hết sạch sẽ, bắt đầu trồng đậu nành, bởi vì ngoài kia mình làm đậu hũ, gọi rằng là đậu phụ là đậu hũ cho đại chúng dùng á, hình như là cũng mua đậu cũng khá nhiều á, một tháng thường hai mấy 30 triệu tiền đậu á, đậu nành á. Thì kêu thầy trồng đậu nành để lấy đậu nành lên để mà làm đậu hũ, mà trồng hoài cũng chưa thấy đậu. Vì sao ạ? Vừa qua Tết một cái cỏ dại nó mọc ngạt, nó mọc cao hơn đậu nành luôn. Họ lơ là một chút không nhỏ nó thì nó lên bít luôn, đậu nành nó lên coi như là không kịp với cỏ. Lý do gì? Bởi vì cái hạt giống cỏ dại với đó nó nhiều hơn là cái hạt giống đậu nành, đúng không? Thì cỏ hạt giống cỏ dại đó nhiều cho nên nó lên gai gốc, nó lên tùm, nó lên nhanh thôi. Bây giờ phải gì? Hàng ngày nhổ, nó vừa nhúc đầu lên nhổ, nhúc đầu lên nhổ, nhúc đầu lên nhổ, chứ để mà nó lên cao rồi nhổ vất vả, gai gốc vất vả cực kỳ. Cái đạo lý chỗ này, hôm nay chúng tôi cảm ngộ được cái đạo lý này, lắng nghe cho kỹ nè. Cái tâm mình gọi là tâm địa, địa là đất, tâm như một mảnh đất. Đối với bọn phàm phu chúng ta, lắng nghe kỹ. Còn ở cõi trời, cõi người, Atula, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, thì tâm mình như một mảnh đất, mà đất này nó bị cỏ dại trong này, là tâm mình nó bị tham sân si phiền não kiến hoặc tư hoặc vô minh hoặc trần sa hoặc, nó nằm nghẹt trong đó luôn. Nó không, tức là mình không có thấy nó, tham sân si mình không thấy nó, cũng như là cái hạt giống cỏ dại mà chúng tôi ban miếng đất ra rồi không thấy nó, mà sao vài bữa đâu nó xuất hiện? Vì sao nó xuất hiện vậy? Vì nó có sẵn cái hạt gì đó quá nhiều rồi. Cũng vậy, vô lượng đời kiếp đến bây giờ, trong kinh nói mà tâm của mình nó chứa đựng nghiệp lực, nếu mà cái nghiệp lực tham, cái nghiệp lực sân hận, cái nghiệp lực si mê, cái nghiệp lực ngã mạn, ái dục, nghi ngờ, nếu mà nó có hình tướng á, thì trong hư không này không đủ để chứa nó. Cái khoảng hư không này nó quá lớn như vậy mà nó không đủ để chứa, bởi vì nó quá nhiều. Cảm ngộ được cái chỗ này, cảm ngộ được chỗ này. Để ý đi, tâm của mình nếu mà mình không có cái pháp đối trị nó, thì nó giận, nó buồn, nó mừng, nó ghét, nó bực bội, nó ngã mạn, nó ái nhiễm, nó đủ thứ trong đó hết trơn. Để ý coi, cái đạo lý này nó rất là chính xác, mà khi chúng tôi vỡ lẽ ra một cái là có cái niềm vui trong đó. Để ý lại nghe, đối với chúng ta người hành giả tu tịnh độ, nếu mà bây giờ mình nhổ hết những cái cỏ dại là tham nè, nhổ cho sạch tham, thạch sạch sân, sạch si mê, sạch cái tâm ngã mạn và sạch cái tâm nghi ngờ, đây là tư hoặc, mà đoạn sạch được thì chứng quả vị A-la-hán. Mà thời này tìm người chứng A-la-hán không có. Thời Đức Phật thì có, Xá Lợi Phất có, Mục Kiền Liên có, Phú Lâu Na có, một số các vị đại đệ tử, một số các đệ tử của Đức Phật chứng A-la-hán. Chứng A-la-hán là gì? Là kiến hoặc, là tham sân si mạn nghi, không còn một mảnh, không còn một hạt, dầu cho là một hạt cũng không còn, một chút cũng không còn. Nghĩa là đám đất của các vị chứng A-la-hán là đã dọn sạch hết tất cả những cái hạt giống của phiền não, không còn nữa. Kiến tư hoặc đoạn sạch chứng A-la-hán. Mình chưa có đoạn sạch cho nên mình là phàm phu. Nếu không có pháp môn tu, giống như là cái đám đất đó là cỏ dại nó mọc lên, mình không có pháp môn tu để mà mình hàng phục nó thì thôi rồi, khởi hoặc tham sân si, tạo nghiệp sát trộm dâm dối, liền 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 liền
rồi phải đọa lạc. Chỉ sống trong một đời ngắn ngủi vài chục năm, có một người 20-30 năm, có người 30-40 năm, có người 100 năm. 100 năm thời gian rất ngắn mà đọa tam ác đạo quá dài, quá dài, đã vô súc sanh là không biết khi nào mà làm người lại được. 7 đức Phật ra đời từ Bà Thi, Thi Khí, Tỳ Xá Bồ, Câu Lưu Tôn, Câu Na Hàm Môn Ni, Ca Diếp, Thích Ca, vậy mà con kiến nó vẫn chưa làm kiếp người, chưa làm lại được đời người. 7 đức Phật ra đời mà con kiến này vẫn làm loài kiến mồ côi, ghê chưa? Vô súc sanh, đó là vô súc sanh, đừng có nói chưa nói vô gà quỷ. Bây giờ cái người mà họ đọa lạc làm súc sanh, đọa lạc vô ngã quỷ, đã đọa lạc vô địa ngục thì tâm họ luôn luôn bất an, luôn luôn đau khổ. Thì từ cái hạt nhân mà đốc bất an đau khổ của loài súc sanh, nó nảy mầm ra tất cả những tội lỗi nữa. Còn con người mình đây là cơ hội để họ tăng trưởng cái thiện pháp, đó là họ tích thiện nè, họ làm phước nè, họ niệm Phật nè, họ trì chú nè, họ tụng kinh nè, họ không biến nhát, rồi họ giúp người nghèo nè, họ giúp người neo đơn nè. Thì họ một hàng ngày á, họ tăng trưởng cái thiện pháp này trong tâm, thì cái ác pháp tức là những cái phiền não bắt đầu nó giảm dần. Chỉ có con đường này thôi. Và họ tăng trưởng đến lúc là họ phục được nó. À, phục được nó. Cái câu Phật hiệu phục được phiền não. Muốn phục được phiền não thì thường họ hay niệm. Bây giờ cỏ dại mình muốn giải quyết nhanh thì giải quyết làm sao? Lấy miếng vải mình che nó lại, không cho mặt trời xuống, không cho mưa xuống. Là che miếng vải như vậy thì cỏ từ từ nó héo, nó ú, bắt đầu nó không có quang hợp với mặt trời, không có nước đó, nó ú từ từ, nó héo héo từ từ, cái bắt đầu nó lần lần nó không có mọc được nữa và nó thúi từ từ. Cũng vậy, pháp môn tịnh độ mình là không có thời gian chúng ta đoạn sạch, chúng ta nhổ gốc mà chúng ta phục được nó. Thì Tổ Ấn Quang nói là phục dễ hơn đoạn. Đoạn là nhổ tận gốc, còn phục là chỉ có lấy câu Phật hiệu đè nó thôi. Mà đè nó như thế nào? Đè một ngày hai thời công phu nó chìm chưa? Chưa đủ sức chìm. Mà phải gì? Mọi lúc, mọi nơi, đi, đứng, nằm, ngồi, nói năng, động tịnh, nếu niệm trong tâm đề khởi không được, niệm miệng mình niệm không được, thì mình phải đeo máy. Có cái cách đeo máy. Có cái cách đeo máy. Cái cách đeo máy này rất tuyệt. Buổi chiều đeo máy. Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Nghe lại danh hiệu Bồ Tát, nghe lạnh danh hiệu Phật, đeo máy. Bởi vì tự thân niệm không được. Nếu mà tự thân đề khởi trong tâm câu Phật hiệu A-di-đà-phật, 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 Nam-mô Quán Thế Âm Bồ-Tát, Nam-mô Quán Thế Âm Bồ-Tát, thì cái thiện pháp ở trong tâm mình bắt đầu nó tăng trưởng. Mà cái nguyên lý mà thiện pháp nó tăng trưởng, tức là hàng ngày huân tập câu Phật hiệu, chú Đại Bi, rồi tụng kinh, rồi niệm Quan Âm, thì cái thiện pháp mình được huân tập nó tăng trưởng á, thì cái thiện niệm tăng trưởng, thì cái ác niệm nó phải đẩy lùi, nó bị đè dẹp xuống, nó bị phục. Còn nếu mà hàng ngày không tăng trưởng thiện pháp, tức là không có tu cái pháp niệm Phật, không có tu cái pháp niệm Quan Âm, không có tu pháp trì chú, không có tụng kinh, không khởi thiện niệm á, thì ác niệm xuất hiện một đầy dẫy luôn. Mà khi ác niệm xuất hiện thì bắt đầu gương mặt người này thay đổi, là thân tướng họ bắt đầu xấu xí, cõi trời cũng vậy. Rồi bắt đầu phước báu là tiền bạc họ bắt đầu mất, ngũ phước si hao á, tiền bạc mất, thân tướng bắt đầu xấu xí, xung quanh cái cảnh họ ở bắt đầu nó điêu tàn, nhà cháy hoặc giả là chuột bọ rồi dơ giấy, ba cái bẩn thỉu bắt đầu nó xuất hiện từ tâm mình chiêu cảm vô. Từ cái nhà lớn cái bắt đầu nó còn cái nhà nhỏ, vân vân. Tâm thay đổi thì cảnh thay đổi, tướng thay đổi. Và nếu là tâm mà xấu ác thì tướng nó sẽ là bắt đầu xuất hiện xấu ác, và cảnh xung quanh nó sẽ là xấu ác, rồi nó đọa vào cảnh xấu ác nữa, chứ không phải nhiêu đó là xong. Như vậy hôm nay mình cần cái thiện pháp tăng trưởng không? Rất cần. Thiện pháp tăng trưởng là làm sao? Nghe pháp, đọc văn sao, đọc lời thánh hiền đó. Thầy ít hôm nay thầy bỏ cái cuốn Cảm Ứng Thiên trên bàn để đọc. Tối đi tu về mở vi tính ra thầy coi tiếp. Một số các thầy xuyên hàm dưỡng, xuyên huân tập trưởng dưỡng thiện pháp là coi sách thánh hiền, niệm Phật, tụng kinh, rồi trì chú. Xuyên như vậy gọi là tăng trưởng thiện pháp. Mà thiện pháp tăng trưởng thì gì? Cỏ dại phiền não bắt đầu bị lui lần, bị gì? Bị phục. Thì khi mà tăng trưởng thiện pháp được như vậy thì bắt đầu nghiệp xấu ác bắt đầu thay đổi. Họ làm thiện rất dễ với những người này.
Còn nếu mà thiện pháp không tăng trưởng, họ làm cho vui, tức là theo phong trào, nghe đi tiền từ thiện công tâm họ cũng làm, họ bỏ ra tự nhiên họ suy nghĩ, họ tiếc, bị cái lòng tham nó chế ngự rồi. Rồi họ làm theo cái kiểu mình cho nó vui, theo phong trào, chứ không phải là từ tâm để mà thương yêu chúng sanh. Thì cái thiện pháp nó không ở trong tâm, cho nên cái thiện niệm nó chỉ chớp sáng như đêm ba mươi, cái nó tặc mặt. Hiểu chỗ nào? Cho nên cái người mà thường khởi ác niệm mà kêu họ bố thí cúng dường, kêu họ mà đi làm phước, kêu họ mà cúng dường tâm bảo giúp người nghèo thì khó, khó cực kỳ. Bỏ đồng tiền ra giống như là cắt miếng thịt của họ, họ đau đớn. Họ về họ suy nghĩ cả đêm. Nâng lẽ mình cúng cho ông thầy nhàn 10 triệu là được rồi, ai chi mà cúng được 50 triệu cho ông giàu quá mà. Suy nghĩ đủ kiểu luôn. Thì từ cái phước mình làm mà cuối cùng cái lòng tham nó chế ngự, cho nên một cái hạt mà nho nó gieo xuống được rồi là cúng dường tam bảo rồi, cuối cùng gì, không khởi tâm tỳ hỷ, rồi không khởi cái tâm để mà mình vun trồng, cuối cùng cái tâm bực tức, cái tâm nuối tiếc, cái tâm bất an đó nó làm cho thúi cái hạt đó đi. Cho nên có những người làm thiện mà kết quả thiện không có. Cái chỗ này là cái chỗ đạo lý sâu ngang, rất sâu đó, cảm ngộ chỗ này thiệt sâu vô à. Cho nên chúng tôi để cho quý vị nghe, để cho quý vị cảm ngộ được cái lý. Mà khi mình cảm ngộ thông được cái lý rồi, cái tâm của mình không bị thối chuyển, bồ đề tâm mình không thối chuyển. Rồi mình cảm ngộ được cái sự, tức là mình dụng công phu rồi á, là mình không thối chuyển con đường tu của mình. Hai cái chỗ này làm cho cái tâm mình không thối chuyển. Thứ nhất là mình cảm được cái lý, tức là hàng ngày mình nghe pháp, đọc sách thánh hiền, đọc những pháp môn tỏ quan đó. Mình tu tịnh độ thì đọc pháp môn tịnh độ, tu thiền mình đọc pháp môn tu thiền, mình tu mật tông mình đọc những pháp môn tu mật tông để nó hỗ trợ cho cái sự hành trì của mình. Ví dụ mình tu tịnh độ thì bộ văn sao này không thể thiếu được rồi. Mình muốn giáo dục gia đình của mình trở thành thánh hiền á ha, thì bộ giáo dục gia đình của tổ sư Ấn Quang là không thể thiếu được rồi. Và mình muốn giữ cho cái thân thể mình mạnh khỏe, càng ngày càng đẹp ra và sức khỏe có, sống được trường thọ, thì phải nói đến cái bộ bảo thân tiết dục, giữ gìn thân thể bằng cách không có cái chuyện dâm dục. Có hết, sách thánh hiền có hết. Mà vì sao mình bị thất bại? Bởi vì mình không xem. Hoặc giả là lâu lâu mình nghe một chút thì cái chuyện hàm dưỡng đó không ăn thua. Cũng như là cỏ ở dưới ngay chỗ khu chuyên tu nó lên đầy hết mà ra nhỏ một chút xíu, thôi nghỉ không nhỏ nữa. Thì làm gì mà hết cỏ được? Phải thường xuyên nhỏ nó chứ, thường xuyên nhỏ nó thì nó mới hết, đúng không? Còn nếu không nhỏ thì lấy cái lưới á, phủ ngang nó luôn. Cái cách này hay, lấy miếng vải phủ nó hết toàn bộ đám cỏ thì nó cũng phải héo à, nó không có phát triển được nữa. Hằng ngày cứ dùng câu Phật hiệu trong tâm đề khởi liên tục, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Mà chúng tôi coi một cái đoạn văn sao tổ sư Ấn Quang viết thư cho người khác á, mà ngài nói đến cảnh giới này mình nghe mình mới giật mình. Đang viết thư cho người khác, trả lời thư mà trong tâm vẫn đề khởi được câu Phật hiệu. Kinh khủng. Đáng lẽ mình viết thư mình tập trung bằng tư tưởng đầu óc là mình chỉ viết thư thôi, chứ làm sao mình niệm Phật được không? Làm sao mình niệm Phật được, phải không? Vậy mà đang viết thư mà vẫn niệm Phật được. Viết thư là phụ, niệm Phật là chính. Lấy cái vị trí niệm Phật là chính, cho nên thành ra ăn uống nói năng động tịnh, bật áo ăn cơm vào đại tiểu tiện, cho đến lúc tiếp khách vẫn niệm Phật được. Hôm bữa chúng tôi tập, có cô Phật tử có gọi, có lên, cô nói nhiều lắm, cô nói, cô hỏi, cô nói nhiều lắm, thì gần như là cô hỏi đạo mà giống như cô dạy chúng tôi rồi á. Tôi kêu ô sướng quá, thôi nói đi nói đã, ở trong tâm cứ A Di Đà Phật, A Di. Nếu mà mình không đề khởi niệm Phật như đó là mình cũng bực bội khó chịu lắm, bởi vì bà giống như bà dạy đời mình mà. Thôi nói đã đi, cứ A Di Đà Phật trong tâm mình á, A Di Đà Phật. Mà thường buổi chiều là Nam Mô Quán Thâm Bồ Tát, nếu mà dài thì Quán Thế Âm Bồ Tát. Cô nói đã xong hỏi, ủa sao nãy giờ thầy không nói gì mà, sao nãy giờ thầy không có nói gì vậy? Kêu cô nói hoài, nãy giờ cô nói liên tục, thầy biết gì đâu nói. Hồi nói xong chưa? Kêu xong rồi, thôi nghỉ. Chứ giờ sao? Chứ giờ sao? Cô cũng hơi ngại quê quê. Đúng không? Bữa nay có cái cách là người ta nói nhiều, mình cứ vô mình ngồi mình niệm Phật. Mình niệm Quán Âm trong tâm, đề khởi liên tục. Cái âm thanh của họ không làm mất câu Phật hiệu mình. Cái âm thanh của họ không làm mất cái danh hiệu Quán Âm trong tâm mình. Biết ăn lạc cỡ nào. Bắt đầu thiện căn niệm danh hiệu Phật, danh hiệu Quán Âm bắt đầu nó tăng trưởng. Cái thiện pháp này bắt đầu nó chiếm ưu thế rồi. Nghe tiếng không mất, nhìn thấy vật bên ngoài không mất. Khởi một cái niệm gì khác lên, rồi quay trở lại câu Phật hiệu liền, thì người này bắt đầu họ từ từ đi vô thành phiến.
bắt đầu phiền não bị phục với họ rồi. Đó là hồi nãy giờ chúng tôi nói là dùng thiện pháp để chế ngự những cái tâm ác. Mà thường chúng ta là kẻ vô minh cho nên không biết mình có ác trong đó. Hồi nãy giờ chúng tôi nói đó, tâm mình giống như mình mảnh đất, cỏ dại mọc đầy dãy, coi như là sơ hở năng chút không nhỏ là nó mọc. Sơ hở năng chút không niệm Phật, không niệm Quan Âm là nó khởi tà niệm, nó khởi ác niệm, nó khởi ngã mạn niệm, nó khởi ái niệm. Nó ở trong đó nó chế ngự hoàn toàn. Thì Tổ Ấn Quang nói, lắng nghe nè, lắng nghe nè, những cái ý niệm đó khởi lên liên tục, nó chế ngự tâm tham, tâm sân, tâm si, tâm ngã mạn, tâm nghi ngờ. Hai vợ chồng nghi ngờ với nhau, bắt đầu nó thành khói rồi, nó làm chủ mình rồi á. Bắt đầu nó hại mình chứ không phải là ai bên ngoài đâu. Bên ngoài là phụ. Hồi nãy có cô lên, cô đang ngồi dưới đó cạo đầu chọc lóc luôn, mới cúng 10 triệu ở dưới này, kêu là hùng vô phóng sanh trai tăng gì đó, đã lên cúng cho chúng tôi 10 triệu nữa. Trời, nhìn cái mặt của cổ nó thảm quá trời, tội quá chừng tội luôn. Tôi kêu ông chồng con, ông khóa điện thoại ông xóa hết rồi, ông không cho con tu. Con cạo đầu ông còn la con dữ nữa. Tôi kêu trời ơi, cạo đầu làm cái gì, đâu phải Nico đâu mà cạo làm chi, thôi cứ để tóc nó vậy đi, chủ yếu là cái tâm của mình đừng có làm hình thức. Ông đã không cho, không chịu cho tu rồi mà còn ba gai với ông nữa. Cái người mà không cho mình tu á thì mình phải gì, mình giả dạng để mình tu là mình để tóc dài hoặc uống cho nó đẹp đẹp để ông nhìn ông hoan hỷ một chút, rồi hoặc giả là mình tu trong tâm chứ ai mà làm gai mắt ông nữa, ông ngứa gan nữa. Cho nên cái cách tu hành phải khéo léo ngang. Cái con nợ oan gia trái chủ nó đến đó đòi mà không biết cách là cái dây dưa hoài. Nó kêu con đi chùa, ông không cho con đi chùa, mà ông đi quýnh bài là ông lại đi được, mà ông không cho con đi chùa. Cái đó là cái chướng ngại của cô. Bây giờ cô ở nhà cô niệm Phật, trong tâm cô niệm Phật sao ông cản được, đúng không? Thí dụ con ngồi thiền đi, con ngồi thiền tức là con ngồi thiền cô mới tu được, đúng không? Thì bây giờ là nó khó. Bây giờ mình ngồi thiền mình mới tu được, mình thanh chân mình ngồi mới tu được. Còn pháp môn niệm Phật là cô không ngồi, cô đi, cô đứng, cô bất cứ mọi lúc cô trong tâm cô đề khởi A Di Đà Phật, niệm Quan Âm, càng khổ càng niệm, ông càng đánh càng niệm, thì ai không cho cô tu được, ai cản cô tu được? Ngài Lý Bỉnh Nam nói, ai không cho bạn tu? Ai không cho bạn tu? Bạn không muốn tu. Nói rõ ra là bạn không muốn tu, không biết phương pháp tu và không có tăng trưởng thiện pháp để mà tu, chứ không phải không ai cho mình tu. Ai chui vô tư tưởng mình để ngăn cản bạn? Ngài Lý Bình Nam nói, ai chui vô trong cái tư tưởng của mình không cho mình niệm, chỉ chính những cái ác pháp, ác niệm, những cái tâm vọng tưởng nó đánh mất câu Phật hiệu, là chính mình làm cho mình không tu được đó, chứ không phải người bên ngoài. Người bên ngoài là phụ thôi, do họ nói một câu cái mình làm bực bội, tức tối mình khó chịu, rồi mình cứ chấp vào những cái lời của họ, xong rồi nó làm chướng ngại mình, đúng không? Làm sao ông ngăn cản mình được? Cho nên pháp môn tịnh độ rất tuyệt, lúc nào tu cũng được, chứ không phải như là tu thiền coi như là bắt chân lên mới là thiền. Còn những người họ không bắt chân lên, họ đi thiền hành được thì thân họ động mà tâm họ bất động thì không phải là dễ. Cho nên người tu thiền cũng phải có thời gian tịnh tọa, gác chân lên kiết già thôi à, đúng không? Còn không thì họ đi thiền hành, đúng không? Còn người niệm Phật mình gì, ngồi cũng niệm, lại cũng niệm được, đi cũng niệm được, tất cả mọi hành vi đều niệm được hết. Chỉ trường hợp ác pháp trong tâm là tham sân si ngã mạn, cái tâm phiền não nó dày đặc trong đó, nó làm mất câu Phật hiệu thôi. Chứ còn không thì chỗ nào niệm cũng được. Có nghe cái có vỡ lẽ ra, vỡ lẽ ra, đúng không? Còn nếu mà niệm không được nữa thì gì? Thì mình lấy cái tai phone mình gắn vô trong này này, ông không có nghe nó, bắt đầu cái âm thanh nó cứ đi vào trong tâm của mình. Nhớ ngăn. Tâm mình không niệm được mà âm thanh nó ở trong tâm mình mà nó cứ niệm hoài, trong âm thanh nó cứ phát ra mình nghe ngăn. Nghe đến một lúc 1-2 tiếng người nó mát mẻ, nó thanh lương, đúng thiệt cái âm thanh Phật hiệu bất khả tư nghị. Âm thanh danh hiệu Bồ Tát Quan Âm thần chú Đại Bi nó mát mẻ trong người, nghe thôi ngăn. Nghe thôi đó, vẫn suy nghĩ những chuyện này chuyện nọ mà thường nghe để tâm vào. Khi suy nghĩ xong rồi bắt đầu để tâm vào, bởi vì mình đề khởi không nổi mà. Tự thân mình đề khởi A Di Đà Phật, Nam Mô Quán Âm Bồ Tát không được thì nghe. Cái máy này là suốt ngày với chúng tôi, nhưng mà thường đêm chúng tôi không có nghe. Tự niệm trong tâm rồi ngủ đi, rồi sáng vừa mở mắt ra là tiếp tục. Được chưa? Hôm nay có một cái việc. Đó là có một gia đình từ thủ đô Hà Nội nghe pháp chúng tôi và tin tưởng cái việc phóng sanh kiên giết ăn chay.
Và gia đình người này hôm qua chúng tôi tiếp, chúng tôi thấy kỳ tích, mà hôm nay chúng tôi nêu ra trước pháp hội nhưng mà không kêu họ lên, bởi vì họ cũng là sẽ ngại, ngại với sư cô ngoài đó vẫn ăn mặn. Một tháng có 10 ngày chay thôi. Chắc là họ sẽ ngại sư cô biết và một số người dân làng biết. Mà ba của các vị này, hôm nay cả gia đình, vợ của ông cụ hôm nay hồi hướng trai tăng cũng có ghi trong này, chúng tôi sư cô đọc. Chúng tôi tiếp qua, chúng tôi ngồi nói chuyện, thấy gia đình này đặc biệt. Trong 3 ngày tang lễ để tại nhà mà ông cụ này đặc biệt tụng kinh Địa Tạng, thích tụng kinh Địa Tạng là tăng trưởng thiện pháp ha. Rồi niệm Phật, lúc ra đi hộ niệm 21 tiếng, ổng mềm mại, thổi tướng đẹp, hoan hỷ, gia đình tin tưởng tuyệt đối pháp môn hộ niệm. Và thầy ở chùa Đậu đó có vô đây học pháp môn niệm Phật, thầy tán thán, thầy hoan hỷ, gia đình đã biết. Chứ cái chú này là hay đến chùa đó. Và 3 ngày khi để ông cụ trong nhà đãi chay hết, một số người bằng lòng, một số người không bằng lòng. Bởi vì ngoài đó cả một cái làng mà khi mà có người mất là họ vặt cỏ gà vịt heo ăn hả hê luôn, mong cho đến một người mất để ăn vô tội vạ. Mà tổ ấn quan nói gì? Thỏa thích miệng bụng mà lụy tâm tánh, lụy là đọa lạc, lụy tâm tánh. Cái câu này rất đặc biệt, thỏa thích miệng bụng mà lụy tâm tánh. Lụy tức là tâm tánh này bị hôn ám, bị đọa lạc, lụy tâm tánh. Thì gia đình mới vô hỏi chúng tôi là đợt này con vô con phát tâm để mà phụ cúng trai tăng và 49 ngày thì nửa mặn nửa chay. Chúng tôi nói cũng được. Nhưng mà nếu mà mình quyết tâm được á, có một người đứng ra nói là cái di chúc và cái tâm nguyện của người mất là cha của tôi á, cha của cháu gì đó, là để tâm nguyện lại là cúng tất cả những ngày giỗ đều là cúng chay hết. Chỉ cho ảnh cái cách, ảnh kêu cái này hợp lý, có thể tiếp tục cúng chay nữa. Còn ai có nói gì nói. Họ kiên định như vậy. Và có một số người quan niệm là người sống ăn mặn thì chết phải cúng mặn họ ăn mới được. Cái đó là quan niệm nó bị sai. Lắng nghe nè, nếu mà quan niệm mà sai thì nên sửa nè. Có những người còn sống, họ ăn mặn một thời gian, họ chuyển sang ăn chay, họ thấy ăn chay ngon, khỏe, an lạc, có chuyện. Còn người mất khi mà họ ăn mặn lúc còn sống và khi mất là hầu như họ cần gia đình cúng chay nhiều hơn. Vì sao? Lắng nghe. Hôm nay chúng tôi nói một chút xíu cái chỗ này, chuyện ác hành thiện chỗ này một chút. Có những người chưa mất, oan gia trái chủ đã đến đòi. Có một sư cô pháp danh là Huệ Tịnh. Học cao đẳng cao cấp gì xong chuẩn bị đi Ấn Độ sau cái bị ung thư. Mà hồi trước là sư cô thường bắt ốc cho gia đình ăn. Và lúc sư cô bị ung thư rồi, chở từ bên Đắk Nông Đắk Lắk gì qua bên này vô phòng hộ niệm á, thì thấy ốc bò đầy. Mình không thấy. Nhưng mà cái tâm thức của biến hiện ra toàn là ốc không. Còn quýu của niệm Phật không nổi. Cuối cùng cô nói chúng tôi mua mấy bao ốc để phóng sanh luôn. Thì những người lúc còn sống họ ăn mặn, nhưng lúc lâm chung họ đã quản hồn kinh rồi. Những loài súc sanh đến đòi mạng rồi, đừng có nói lúc chết. Mà lúc chết thì họ giác ngộ để cúng chay thì hầu như là rất là nhiều đó. Rất là nhiều đó. Chú nhận giác ở ngoài Cẩm Phả Hạ Long ăn mèo bằng cách bỏ con mèo vô cột cái bao lại, nhận xuống nước, mèo sống á, cho nó chết. Nó ngộp nước cái chết xong bắt đầu bắt lên mổ ruột lấy ra làm lẩu mèo ăn. Bao nhiêu con mèo khi mất coi như cái mặt như mặt mèo, mà ông có lên chánh điện là tự nhiên ông nóng ruột nóng gan, tu không được. Công nhận cái nghiệp chướng nó phá cũng kinh thiệt nha. Xuống bếp nấu ăn thì chịu, làm khổ cực kiểu gì cũng chịu, mà lên công phu một cái là nóng ruột nóng gan bực bội, giống như là bỏ chạy ra khỏi chánh điện, không cách nào mà tu được. Nhìn Phật thấy nó chán gì mà nó chán. Bồ đề tâm thối chuyển, ở trong chùa đang huân tập huân dưỡng thiện pháp. Nhưng mà gì? Không nhiễm được như cái vá ở trong nồi canh, không nhiễm được chút nào. Chúng tôi kêu chú làm công quả thì có phước, mà muốn chuyển cái nghiệp xấu ác lúc trước chú phải lên công phu. Lên công phu được 1-2 bữa xong ông bỏ ông chạy ra tiếp. Thì bồ đề tâm đã thối chuyển. Bây giờ cái cách gỡ lại bằng cách nào?
gỡ cái kết bồ đề tâm thối chuyển bằng cách nào? Bắt đầu đọc thiện thư, đọc pháp, nghe pháp, bắt đầu nghe sách thánh hiền, nhất là văn sao ấn tổ, đọc vào cái thích niệm Phật, thích niệm Quan Âm, đọc hiểu cái lý trước, thâm nhập cái lý trước, rồi bắt đầu từ từ mình mon men cái sự tu một thời, hai thời, bắt đầu từ từ đi vào công phu thì nó gỡ lại được. Mà ở trong đạo tràng rất dễ gỡ, rất dễ để mà đại chúng giúp đỡ cho mình, chứ còn ở nhà một mình thì thua. Hoặc giả ở một cái thất một mình mà mình không phải là một bậc thượng căn thượng trí, và không phải là một bậc coi như là tinh tấn, mà thuần tinh tấn á, thì dễ giải đại. Tổ Ấn Quang nói là phải có đại chúng. Cho nên suốt cuộc đời của Ngài là ở Pháp Vũ nè, Linh Nham nè, một số các chùa để Ngài nương cái đức của đại chúng. Cái chỗ này là cái chỗ quan trọng. Thì như vậy hôm nay mình biết rằng là cái nghiệp sát sanh mà người ta cúng dỗ cha mẹ bằng đồ mặn thì quá nhiều, cúng cho quỷ thần nữa. Thì trong này Tổ Ấn Quang Ngài răng nhắc lần đà, quỷ thần không có ăn đâu. Mà mình bày ra mình cúng để mà mình hưởng là chính. Mình nói quỷ thần ăn, quỷ thần nào mà ăn đâu. Nếu mà thiện quỷ thiện thần làm gì có thích những cái đồ hôi tanh bẩn thỉu đó. Tổ Ấn Quang nói trong này, những hương linh mà muốn siêu thoát thì làm gì thích những cái máu huyết tanh hôi của loài súc sanh đó. Hay, hay, rất tuyệt, tuyệt. Cái chỗ này, nếu mà họ muốn siêu thoát thì tâm họ phải thanh tịnh. Muốn tâm thanh tịnh, nếu mà họ còn dùng được cái hương thì hương này phải là hương thanh tịnh. Với hương định hương giữ hội hương, giải thoát tri cái hương. Hương này phải là hương thanh tịnh, gạo tẻ nước thơm. Còn nếu những vị quỷ thần, những người mà họ thích những cái máu huyết tanh hôi á, thì không phải là thiện quỷ thiện thần, không phải là hương linh, gọi là thiện hương linh để mà siêu thoát nữa. Muốn cho hương linh của mình trở thành thiện để siêu thoát thì buộc phải cúng chay. Đây, giờ thầy Minh đọc cái gì nghe. Cái tập tục này nó sai từ xưa đến giờ mà vẫn giữ. Nghe, mình phải tin lời của Phật Tổ. Mình tin lời người đi trước, chứ đừng có cái xưa bày nay làm mà xưa sai, bắt đầu hôm nay mình cũng đi sai. Cái chỗ này một số các người họ không cùng quan điểm và họ không chấp nhận điều này chúng tôi nói. Cha mẹ còn sống ăn mặn thì bây giờ phải cúng mặn. Nếu đãi chay thì khách khứa không đến, đến mà không ăn được mình mất lòng với họ. Có phải vì mất lòng với họ mà nghiệp mình phải đeo mang không? Họ đãi mặn cho mình, bây giờ mình phải đãi mặn lại, có qua có lại mới tội lòng nhau chứ. Họ làm sai mình cũng phải làm sai chứ, phải vậy không? Đừng làm các ác, tuổi tuổi bình an. Siêng làm các lành, siêng làm các việc lành, năm năm như ý. Muốn tuổi nào cũng được bình an thì đừng làm các ác. Trong các ác thì sát nghiệp là nặng nề nhất, Tổ Ấn Quang mới khai thị. Nhưng mà trong nhà của mình thì mình ăn chay trường, nhưng mà những người khác người ta còn ăn mặn, vẫn tùy hỷ nấu mặn. Hôm bữa có một cô đó, cô đi chung với cô Thủy ở bên Iceland về, cô nói con ăn chay không được. Hỏi sao vậy? Kêu cái miền của con ở ngoài đó là họ đám cưới tất tần tật là đều mặn hết. Chúng tôi mới nói gấp rau trong nhà nồi thịt ăn. Còn hỏi được á? Kêu được. Tôi kêu nó dính nước thịt nó có bị ăn mặn không? Kêu không. Không sao. Phương tiện như là lục tổ hệ năng, gấp rau nồi thịt ăn, về nhà bắt đầu mình ăn chay. Trong nhà mình ai cũng ăn mặn hết trơn, họ cho mình ăn chay thì quá tốt. Còn không thì gấp rau trong nồi thịt ăn, bớt lại, bớt ăn mặn lại, bớt từ từ lại. Và thương loài súc sanh, đem cái công đức đó hồi hướng cho gia đình. Từ từ gia đình bắt đầu thay đổi. Có thể gia đình ăn chay trường. Nhiều cái trường hợp gia đình này lắm. Một mặt là thành tâm niệm Phật, một mặt là khởi thiện niệm thương chúng sanh, một mặt là mình đi phóng sanh, lấy công đức để hồi hướng cho gia đình mình. Gia đình mình đang bị khủng loạn rồi, bị coi như là tích ác rồi, đang bất an rồi, gia đình đang bị có vấn đề bất ổn rồi, mà sức của mình không chuyển được, nói kiểu gì cũng không được. Thì bây giờ làm cái gì? Giờ làm cái gì? Đức mà cầu Phật Bồ Tát, niệm Phật cầu Phật Bồ Tát, bắt đầu xây chuyển gia đình. Bản thân gia đình chúng tôi thì dễ dàng rồi,
Quy định của chùa là vô phải ăn chay, không ăn trứng, không ăn ngũ vị tăng. Có nhiều người nói là ăn chay như vậy ăn nước mắm được không? Kêu không được, kêu nước mắm có con gì đâu, kêu con cá chết rồi người ta làm mắm cũng từ nó con cá. Kêu khó vậy hả, kỹ vậy. Kêu, nước mắm cũng làm từ con cá. Người ta cũng bắt con cá lên người ta giết. Kêu nước mắm đâu có con gì đâu, kêu có, làm từ con cá. Cho nên tổ hôm qua nó là không được uống sữa bò nữa kìa. Dắt cái sữa con bò nó đau đớn, cái buồn vú nó là đau đớn lắm, cho nên sữa bò cũng không được uống nữa đâu. Uống sữa gọi rằng là thực vật, những hạt thôi được. Trứng cũng không được ăn đâu. Kinh nhờ, tổ hôm qua ngày kỹ không? Kỹ không? Ngày kỹ mức độ đó. Cái lá thư người ta nói bây giờ trứng nó đâu có cồ đâu, kêu trứng không có cồ, nhưng mà con gà nó ăn trùng độc, nó ăn những cái thứ mà không được tinh sạch, cho nên cái trứng nó có chất độc tố trong đó. Ghê chưa, thấy ngài kỹ không? Còn con bò nó không có ăn những cái gì độc tố, ăn cỏ không, nhưng mà lấy sữa con bò, lấy chất bổ béo của nó đau khổ cũng không nên dùng. Cái lòng từ bi của tổ sư Ấn Quang gọi là Đại Thế Chí Bồ Tát cổ Phật tuyệt. Lúc trước không đọc đến văn sao, còn uống sổ uống sữa, còn coi như là thích sữa mà uống sữa bò, sữa này sữa nọ, nhưng mà đọc vô một cái là giật mình. Công nhận cái năng lực trong văn sao là cái sở chứng của ngài, cho nên thành ra ngài không có làm những cái điều là không uống sữa, không ăn trứng, không làm điều xấu ác, ngài chứng trong đó được rồi, cho nên ngài nói ra nó có công hiệu, nó có cái công lực trong đó. Nếu mà ngài làm không được mà ngài nói thì cái công lực nó không có trong đó. Đúng không? Cho nên công đức Phật hiệu ngài nói là nó không thể nghĩ bàn. Dùng quả giác của Phật làm nhân địa tâm. Trong câu A Di Đà Phật hôm qua chúng tôi có nói, sư cô Hải Ngộ, mẹ của thầy Nguyên ra đi, sư cô nằm khá lâu, hơn 2 năm. Có nhiều người nói vì sao sư cô tạo cái ác nghiệp gì mà lâu vậy mà còn giờ là người đời người ta vô có khi 1-2 ngày hoặc 1-2 tháng, mà sao mà sư cô lâu vậy? Có nhiều người suy nghĩ điều này. Tuy rằng sư cô, tuy rằng thầy, nhưng mà ác nghiệp nhiều đời, đời này thì đi tu rồi không tạo, nhưng mà nhiều đời trước tạo quá sâu dày, cho nên bây giờ phải trả. Mà trả trong một thời gian 1-2 năm, 5-7 năm, khỏi phải đọa ác đạo vô lượng đời kiếp. Tổ Ấn Quang nói điều này, có đặc biệt cái chỗ này. Mà thay gì, thí dụ sư cô Hải Ngộ ở trong này 2 năm hoặc 2 năm mấy ngày, nhưng mà ở nhà đôi khi còn hơn. Đôi khi còn hơn. Các ông đó chúng tôi gặp 19 năm mới ra đi. Cho nên cái nghiệp lực của chúng sanh á, tuy rằng tu sĩ, tuy rằng người có ăn chay có niệm Phật, như cái bà đó bà ăn chay bà niệm Phật 30 năm mà xe cái tông cái rầm chết. Tổ Ấn Quang nói là ông không biết được cái túc nghiệp của họ nhiều đời. Họ mới ăn chay có 20-30 năm mà túc nghiệp họ tạo vô lượng đời kiếp. Bây giờ họ chết vì cái chả xe tông này mà họ, cái bà này bà không đọa ác đạo. Có lý. Và nếu mà khi bà mất đó mà bà thành tâm bên niệm Phật được thì vẫn Phật vẫn tiếp dẫn bà vãng sanh. Tuy bà chả ác nghiệp nhưng mà tâm bà vẫn khởi được câu Phật hiệu 10 niệm và tín nguyện đầy đủ, đủ thiện căn phước đức. Tuy rằng nhìn cái chết của bà thấy là khủng hoảng, là chết một cách đau thương và chết một cách gọi là xe tông bắt đắc kỳ tử, nhưng tâm bà đã có niệm Phật thì bà này đôi khi vãng sanh đó. Mình chưa có thần thông, mình chưa có nhìn thấy đó, chứ đôi khi bà này vẫn sanh đó. Chứ đừng có nói là bà ăn chay niệm Phật mấy chục năm, lần sau bà mang cơm cho người khác mà bị xe tông chết. Trả cái quả, nhưng mà cái nhân bà tu hiện tại, bà nguyện vãng sanh, bà này bà vẫn được vãng sanh. Hay là cái chỗ này, cái kêu, ồ cái bà đó bà ăn chay niệm Phật tu hành mấy chục năm còn xe tông chết rồi, vậy mình tu làm chi? Người không hiểu nhân quả. Cho nên công đức Phật hiệu thực sự khó tin vô cùng, chứ không phải dễ tin đâu. Hôm qua chúng tôi có nói với gia đình của thầy Nguyên, với một số ban hộ niệm, thầy Nguyên vẫn kiên trì để đây mãi, để mãi, để đến lúc nào ra đi chứ không thối chuyện. Có nhiều người 1-2 tháng, 1-2 năm gì đó thấy chán quá, đâu có lợi ích gì đâu, cứ nằm ì ra đó chưa đi, thôi mang về. Còn gia đình của thầy là quyết tâm cho đến cùng, họ không thối chuyện, không thối chuyện. Vì vậy cho nên công đức Phật hiệu đầy đủ pháp thân, báo thân, ứng hóa thân. Cho nên chúng tôi nói là Phật lực không thể nghĩ bàn, pháp lực không thể nghĩ bàn, tự tánh lực không thể nghĩ bàn. Tự tánh của mình, lắng nghe kỹ chỗ này nha, chỗ này nó hơi khó nghe chút à, nghe thôi chứ mà để cảm ngộ hơi khó nha.
khởi thiện niệm đi làm từ thiện, đó là tự tánh công đức lực. Khởi thiện niệm lên tu một thời công phu trì chú niệm Phật, đó là tự tánh công đức lực đang khởi. Phải hiểu cái từ tự tánh công đức lực và cái tác dụng của nó. Khởi một thiện niệm lên trì 5 biến đại bi, 10 biến đại bi, 25 biến đại bi, 49 biến đại bi. Khởi một thiện niệm lên tụng phổ môn. Vừa rồi cho thầy biện rồi đó, thì kêu trong này sư phụ coi như là phổ biến tụng phổ môn là con tụng phổ môn, phổ biến sáng phổ môn chiều Di Đà là con tụng phổ môn Di Đà. Khởi một thiện niệm lên tụng kinh, đó là tăng trưởng thiện pháp. Thì đây là tự tánh công đức lực đang bắt đầu được đề khởi. Mà nếu mà không đề khởi nó được thì ác niệm nó mọc như cỏ, mọc như nấm. Bọn phàm phu mình không có thể nào mà kêu mà để tâm không không mà nó không khởi ác niệm. Miếng đất để không đó mà nó có sẵn cái hạt coi như là cỏ dại mà kêu không mọc cả dại là chuyện lạ. Tâm mình có sẵn trong này kiến hoặc tư hoặc vô minh hoặc trần sa hoặc tham sân si, mà không niệm gì hết mà kêu mà để nó không có, có khởi niệm bậy, niệm xấu ác là chuyện lạ, làm gì có đạo lý đó. Chỗ này, cái chỗ này chúng tôi nói lớn như vậy là nó có cảm ngộ trong nó, và nó thú vị đó. Khi mình nhìn nhận ra được chỗ này là mình phải siêng chăm chỉ. Không niệm Phật là đọc sách. Thánh hiền không đọc sách thì tụng kinh, không đọc kinh thì trì chú, không trì chú thì ngồi anh em uống nước trà là bàn cái chuyện Phật pháp. Trong kinh nói sáng tối bàn chuyện Phật pháp, không cho nó để ác pháp trong đó. Còn mình sao? Trong tâm thì ác pháp kia là tham sân si ngã mạn đầy ấp bụng dạ, bên ngoài thì bắt đầu tấp nó vô nữa, đem nó vô nữa. Ba cái chuyện gì bên ngoài mình cứ mang vô mình bỏ trong tâm thì thôi rồi, xong luôn. Đời mình xong luôn. Cho nên hôm nay phải khởi được tự tánh công đức lực, không để nghiệp ác gọi rằng là khởi hoặc tham sân si để tạo sát trộm dâm dối nữa. Và phải khởi lên được cái tâm tự tánh công đức lực, đó là thích làm thiện, thích tụng kinh, thích trì chú, thích xem sách thánh hiền, thích đọc lời Phật tổ. Thì đây là tự tánh công đức lực đã đang đề khởi. Mà khi mà đề khởi được tự tánh công đức lực á, mà thương niệm Phật thì cảm được Phật lực. Mà trong danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật có được pháp thân, báo thân, ứng hóa thân. Pháp thân đó là tự tánh của mình, và Phật cũng có được tự tánh, đó là lý thể của tự tánh gọi là pháp thân. Báo thân của Phật là 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, và dùng thần lực và nguyện lực để mà đi vào các cảnh giới tùy thân ứng hiện như Bồ Tát Quan Âm. Ngày vô trong làng đó, ngày làm người phụ nữ thiệt đẹp xách cá đi bán, cái làng đó hay sát sanh. Rồi ngày đi đến nơi đó, ngày hiện thành thân nam. Thì cái ứng báo thân của Phật Bồ Tát là tùy duyên mà ứng hóa. Còn cái thân của mình là báo thân của mình này nè, là do cái nghiệp ái, nghiệp lực nó xuất hiện. Rắc rối lắm, không được như Phật Bồ Tát. Nhưng mà trong danh hiệu Phật đó, người niệm Phật một thời gian cái rồi họ thấy Phật trong mộng nè, rồi họ thấy Phật sẽ ứng hiện để mà tiếp dẫn họ vãng sanh, là trong câu Di A Di Đà Phật, trong câu Nam Mô Di Đà Phật có chứa được pháp thân, báo thân, ứng hóa thân của Đức Phật A Di Đà. Cho nên ngài đến ngài rước là lẽ tất nhiên, tất nhiên. Còn nếu mà mình niệm tham lên thì trong danh hiệu tham đó, tham tài, tham sắc, tham danh, tham thực, tham thì ở trong đó có cảnh giới ngạ quỷ. Niệm đến một cái lúc nào nó tinh thuần rồi, nó thành khói thì ngạ quỷ ban ngày đó họ xuất hiện luôn. Còn si dại làm điều ác thì đến cái lúc là gì? Súc sanh thấy đầy. Giống như là cô Thủy cô nói, có cái ông lên trên Đà Lạt. Ông lên Đà Lạt mà coi như là lúc nào cũng thấy ma, thấy quỷ gì, ông sợ quá, ông cứ chùm mền. Rồi cô Thủy kêu vợ ông mang xuống, kêu ông xuống đây, mà ông xuống tới đèo Bà Ren là coi như ông lột dây, ông nhảy luôn, ông không chịu xuống chùa nữa. Điên loạn luôn à. Ác pháp trong tâm quá nặng, mà nhà giàu lắm, ăn chơi dữ quá. Kinh không? Có trong văn sao có một cái câu chuyện, ông đó ông làm ác đến cái lúc mà tự nhiên cái quả ác mà nó xuất hiện, chưa phải để đến lúc mà quả báo xuất hiện nha, mà hoa báo tức là đang mang thân làm người thôi. Vậy mà hoa báo nó kinh hồn. Vừa nghe ở ngoài ngõ cửa cộp 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 cộp, mở cửa ra một cái thấy một cái người mặt đen, thấy một cảnh hoảng hốt, cái tự nhiên toàn thân biến thành cộp. Trời ơi, thân người mà biến thành cộp. Tổ quan nói cái ác báo mà cái thân con người nó biến thành súc sanh, chứ đừng có nói để chết. Cái cuối cùng nó thành con cọp, cái con cọp này biết nói tiếng người, nó bỏ chạy rẹt vô trong rừng luôn. Xong rồi cái gặp cái người bạn đi ngang qua, cái con cọp nó đi nhìn nó thấy, nó chạy lại.
Trời ơi, ông này ông sợ quá, ông bỏ, ông tán mạng, ông chạy, ông bỏ dép, ông chạy, ông kêu, đừng có chạy, đừng có chạy tôi nè. Nói tên tuổi của ông xong cái bắt đầu, ông này ông đứng lại, ông hỏi, ồ, ông là con cọp mà sao biết nói tiếng người? Ông kêu, ừ, không biết sao trong một đêm đó tôi nghe người ta gõ cửa, cái tôi mở ra, cái tự nhiên hình dạng tôi bây giờ nó như vậy. Tôi sợ quá, tôi phải chạy vô rừng, tôi trốn. Ồ, câu chuyện này đặc biệt nha. Xong hỏi là lý do ông như vậy, ông kêu, trời, không có tội gì, tôi không làm tà dâm hãm hại người, nói láo, rồi bất kính sư trưởng, rồi bất hiếu cha mẹ, rồi giống như là đấm đất để không mà nó mọc ba cái cỏ dại mà, đâu biết tu đâu. Rồi không có tội gì tôi không làm, đến bây giờ thân hình tôi đã biến thành cọp rồi, không còn cái gì để mà cứu vãn được nữa. Ông nói xong hai hàng nước mắt con cọp rơi xuống, cái ông nhảy vô trong rừng, ông chạy trong đó. Câu chuyện này có trong văn sao, đọc đi thấy. Đang thân người mà biến thành súc sanh, chứ đừng có nói là để chết mới biến. Kinh không? Đến lúc đó là nó đã trở thành hoa báo, nó trở thành quả báo hiện tiền luôn. Rồi có ông đó, ông thích giết heo quá, cái ông chết, rồi liệm rồi bỏ trong hòm rồi. Cái tự nhiên sao nghe lọc cọc trong đó dở ra thấy con heo. Trời ơi, con người mà thành con heo. Sao mà cái ác báo nó kinh hồn, cho đó nó nghiệp lực không thể nghĩ bàn mà. Cái nghiệp lực này không thể nào tưởng tượng nó nổi luôn đó. Không thể nào suy nghĩ suy bàn, không để mà tính toán, để mà đo lường, để nó chuẩn bị, để mình đón nhận nó và mình hóa giải nó được. Nó tính bất ngờ, nó đến bất ngờ quá. Đang thân người mà biến thành cọp, đang thân người mà biến thành heo, đang thân người mà mù, đang thân người mà cái thân tàn ma dại, đang thân người giàu như vậy mà rớt cái bịch xuống nghèo sơ sát đi ăn xin, đang là có địa vị đó mà nó rớt xuống một cái coi như là tan xương mất mạng. Không lường được cái nghiệp lực, không đỡ biết đường nào mà đỡ, không biết đường nào mà lần, thì gọi là không thể nghĩ bàn, không thể nào suy lường nó được. Chỉ có Phật lực, Pháp lực, câu Phật hiệu, tin vào Phật Pháp thì nó chuyển được nghiệp lực. Nhớ nha, tự tánh công đức lực đề khởi những thiện pháp trong tâm, đề khởi những cái tâm thích tu, tinh tấn tu hành vì lợi ích tha nhân. Cái tự tánh công đức lực này nó đề khởi liên tục, rồi cảm đến Phật lực, long thần hộ pháp gia trì thì mới có cơ may để chuyển được nghiệp lực ngang. Nghiệp lực mà sát trộm dâm dối không dễ đâu, không dễ chút nào đâu, không dễ đâu. Đừng có nói cái chuyện đơn giản như nó. Chưa có cơ hội thôi, có cơ hội đi rồi sẽ thấy cái ngã mạn nó như thế nào, cái bất kính nó như thế nào. Coi nó đó, cái vô ơn bội nghĩa mình như thế nào,